Lộ tin đồn Thái Tử Khôn quan hệ với một bạn nữ có thai 6 tuần và muốn cô đi phá thai. Tại fanpage Cbiz đưa thông tin đã dịch thuật cho biết, ngày 20 tháng 5 năm 2021, Thái Tử Khôn và một cô gái họ C gặp nhau tại một karaoke television tại Triều Dương Bắc Kinh qua sự giới thiệu của một người bạn. Đêm ấy cả hai đã xảy ra quan hệ. Sau một tháng, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện đã mang bầu 6 tuần kèm ảnh. Cô hỏi Thái Tử Khôn nên làm gì, Thái Tử Khôn ngay lập tức yêu cầu phá thai. Ngày 5 tháng 7, cô gái đến bệnh viện một mình để phá thai. Mẹ của Thái Tử Khôn sau khi biết được chuyện này liền nghi ngờ cô C muốn nuôi con mình, liền hỏi con trai đêm ấy có nếu có dùng bao không. Thái Tử Khôn bảo không dùng. Mẹ Thái Tử Khôn một mặt liên hệ cô C bồi thường, mặt khác còn lại thuê thám tử theo dõi C, lén lắp camera trước nhà cô C. Theo nội dung từ camera, C có qua lại với một người đàn ông khác. Lúc 3 giờ sáng cam quay được cô C cùng một người đàn ông cùng về nhà. Thám tử điều tra người đàn ông là bạn thân, đồng thời là bạn trai của C. Chuyện này rất phức tạp, sẽ có tin tức to hơn nữa tung ra. Hiện tại anh đang hợp tác với nhãn hàng Prada và có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của chàng trai. Đến bây giờ vẫn chưa có thông tin cả hai bên và chưa có thông tin xác thực phải là có thai với Thái Tử Khôn hay là bạn trai của cô gái. Xu Mộng, an bài công tác nhân viên,与 C 女士协商堕胎及赔偿录音。估计我至少一睡就俩小时。假如没有人吵我的话，有紧急的情况，你打我的电话。